Rồi, ok, chuyển này sang phần màn hình chữa chữa bài. Ok, đoạn này 20 là gì? Bây giờ mình bắt đầu từ 21 đi. Câu 20, câu 20 là chữa rồi hay là chưa chữa? Chữa rồi ạ. 20 là rồi thì ok, thế bắt đầu từ 21. 21 này. Biết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số này. Biết khoảng cách từ y đến tiếp tuyến là lớn nhất. Rồi để lấy giấy viết nhá. Khoảng cách từ y đến tiếp tuyến là lớn nhất. Thì những cái bài mà mình chưa có thông tin gì để mình xác định ra hệ số góc này các thứ này thì các bạn nên gọi cái tiếp điểm ra nha. Cái phương án của mình sẽ gọi cái tọa độ tiếp điểm ra để mình giải quyết. Đầu tiên này, câu 21, các em nên ghi từ đoạn là vở nhá. Hàm số y của mình là bằng x cộng 2 trên x cộng 1. Thế nếu mà mình gọi cái tiếp điểm là điểm M, ví dụ tọa độ là x0, y0, thì các bạn sẽ suy ra là M của ta sẽ có tọa dạng x0 này và x0 cộng 2 trên x0 cộng 1 không? Đấy, do nó thuộc cái đồ thị trên nên ta suy thành cái dạng này. Ta suy ra thành cái dạng dạng này. Tiếp theo mình tính luôn y phẩy đi, y phẩy nhá. Các bạn lấy huyền này. Huyền là 1 trừ y sắc là 2, có vẻ là âm 1 trên mẫu bình. Đấy, âm 1 trên mẫu mẫu bình. Như vậy là cái y phẩy tại x0 chính là bằng âm 1 trên x0 cộng 1 tất cả bình. Đồng ý chưa? Rồi xem này, mình viết tiếp tuyến nhá. Sẽ tiếp tuyến tại M sẽ viết là gì này? Y bằng này, y phẩy tại x0 này nhân với x trừ x0 cộng với y0 đúng không? Đấy. Ví dụ tôi gọi đường thẳng này thẳng thẳng delta nhá, gọi là tiếp tuyến là delta. Bây giờ tôi sẽ tìm cách tôi viết lại cái này, vì bài này nhé, bài này nó có cái thứ đó là khoảng cách từ một điểm, khoảng cách này từ điểm y này, cách từ điểm y này đến cái tiếp tiếp tuyến, thì khoảng cách từ một điểm này đến tiếp tuyến chính là đến đường thẳng delta đấy. Thì giờ muốn được dùng cái công thức khoảng cách ý, thì đường thẳng này ấy, em phải đưa về dạng là phương trình tổng quát. Nói chung mình nói rồi, đây là để dạng y bằng a cộng b, như này nó chỉ là dạng đại số thôi, đây vẫn chỉ là dạng đại số thôi, chưa thể dùng công thức khoảng cách được, phải chuyển nó về công thức là dạng là tổng quát nhá. Nếu tổng quát thì mới giải quyết được. Thế vậy thì mình sẽ nhân cái này ra, mình nhân cái thằng bên trong này ra này, rồi mình chuyển về nó đi nhá. Cái này trừ 1 trên x0 cộng 1 tất cả bình nhân với x nhân với x này và cộng với x0 trên x0 cộng 1 tất cả bình, trừ 1 nhân với trừ x0 mà, rồi cộng với x0 cộng 2 trên x0 cộng 1, chuyển y sang là trừ y bằng 0. À, hay tôi viết lại một lần lần nữa. Viết lại một lần nữa này. Trừ đi y này và cộng hai thằng này gom lại với nhau. Chỗ này mình quy đồng được lên đây này. Chỗ đồng này mình có thể quy đồng được lên đây này cho nó gọn này. Hai thằng này mẫu chung thì lấy mẫu chung là x0 cộng 1 tất cả bình nhá. Thì thành cộng với x0 cộng 2 nhân với x0 cộng 1 tất cả bình. À, nhân với 0 cộng 1 bằng 0. Được chưa? Hay là đến đây tôi có thể làm một thao tác là tôi nhân cả hai vế với cái mẫu này để cho nó mất cái mẫu này đi, được không? Tôi nhân cả hai vế cái mẫu này cho nó mất cái mẫu này này đi. Bản chất là x0 cộng 1 ở đây nó phải khác 0 nhé, để nó những cái này phân thức này tồn tại rồi. Thì ra là trừ x này, trừ đi x0 cộng 1 tất cả bình nhân với y và cộng với đây x0 này. Cái này cũng phải nhân tung ra thành là x0 bình cộng 3x0 cộng 2 không? Đấy. Tuy nhiên để dấu trừ này nhiều thì không thích, nhân với trừ 1 cho nó thành cộng đi. Cái này chuyển hết này, nó là x0 bình này, thì thành trừ x0 bình. X0 cộng 3x0 là 4x0 thì trừ 4x0 cộng 2 thì trừ 2. Đó. Rồi, đến đây đường thẳng này của ta đúng có dạng là tổng quát rồi này. AX
cộng BI cộng C bằng 0. A là 1 nhá. B là cái cụm này và C là cả cái này này. Thế là mình tính khoảng khoảng cách nha. Mình tính khoảng cách từ cái điểm Y đến cái đường thẳng là delta này. Đấy, điểm Y ở đấy đề bài nó cho mình là tọa độ gì nhỉ? Đề bài cho mình tọa độ là âm 11 trừ 11. Rồi sẽ tính này khoảng cách từ Y đến delta. Đầu tiên là lấy tọa độ của Y này, thay vào đây trước, thay vào các cái x y ở đây này. Vậy là trừ 1 cộng với 1 nhân thì thôi không không nhân nhá. Đấy, trừ x0 bình trừ 4x0 trừ 2, lấy trị tuyệt đối này, cả chia cho căn bậc 2 của A bình. A bình là 1 này, cộng B bình. Bình là còn bình nữa là mũ 4 à. Lấy căn. Và kết quả này nó xem ra cái gì nhá, mình thu gọn nó đi đã. Thu gọn bớt đi đã. Ở đây thì thấy có x0 bình này, chứ x0 bình là hết cái mũ 2. Ở đây có 2x lại trừ đi 4x. Nhà 2x mà trừ đi 4x không thì có phải là trừ 2x không không? Ở đây có 1 này. 1 này, trừ 1 này là hết. Vậy thành là trừ 2 trên 1 cộng với này x0 cộng 1 tất cả mũ 4. Đó. Đây thế này. Anh nghe em quên cái công thức. Công thức tính khoảng cách á. Vâng. Rồi, ghi lại này, ai quên này. Ghi lại nhá. Ví dụ khoảng cách từ điểm M tọa độ là x0 y0 đến một đường thẳng là đường thẳng delta. Phương trình là AX cộng BY cộng C bằng 0. Đấy. Thì khoảng cách ra tách tính là D từ M đến delta. Đầu tiên là lấy cái tọa độ x0 y0 thay vào đây trước. AX0 cộng BY0 cộng C. Tất cả là trị tuyệt đối này, chia cho căn bậc 2 của A bình cộng B bình. Đấy, đây là kiến thức học hồi lớp 10. Khoảng cách từ điểm đến đường trong không gian ô xy. Yeah. Bây giờ mình sẽ đây đây các em ghi cho nó xong rồi đi. Hoàn ghi xong chưa? Yeah. Bây giờ mình chuyển tiếp vào cái chỗ vừa nãy đang viết dở vừa nãy để chỗ này có ít giấy quá. Rồi. Bây giờ khoảng cách cái hàm khoảng cách của mình đang là cái này này. À, bây giờ nó đang gọi cái này lớn nhất mà để cái này thì vòng vòng mắt. Tôi biến đổi nó lại một chút. Thế khoảng cách từ y đến delta nhá. Trong đề bài nó đang bạn nhìn thấy này, có phải nó chung là trừ 2 không? Đặt trừ 2 ra. Trong là x0 cộng 1. Đây này đi. Viết ngược lại. Thì đây cái từ này đang này này, nó đang là trị tuyệt đối của một cái tích hai cái biểu thức nhân với nhau thì thành là tích hai trị tuyệt đối, hay tôi đẩy luôn cái trừ 2 ra ngoài, trị đối thành số 2 nhân với trị đối của x0 cộng cộng 1. Đấy, tôi viết thành như này đã. Sau đó để mà làm tiếp thì tôi sẽ tiến hành là tôi chia cả tử mẫu cho cái đống ở trên tử này. Đây, cho các bạn thằng này này. Tôi chia tử với mẫu cho là trị đối của x0 cộng cộng 1. Mà thực ra cái này đối với kiến thức lớp 9 ấy, thì tôi có thể viết thành như này này. X0 cộng 1 tất cả bình lấy căn bậc 2. Có phải căn bậc 2 của A bình chính là trị đối của A không? Đấy, thế vậy tôi chia cả tử mẫu cho cái căn này này nhá. Thì nói chung là khi chia trên tử nó hết, nó còn số 2 thôi. Khi chia dưới mẫu thì ở ngoài căn thì chia thằng này nhưng trong căn lại chia cho x0 cộng 1 tất cả bình. Vậy là cái mũ 4 chia cho cái bình phương này có phải thành là x0 cộng 1 tất cả mũ 2. Và cộng 1 trên là x0 cộng 1 tất cả mũ 2. Trong căn bậc 2 là lấy mẫu. Ok. Đấy. Theo bất đẳng thức Cauchy. Theo bất đẳng thức Cauchy học hồi lớp lớp thực ra học từ hồi cấp 2 đã có thể các bạn biết rồi, nhưng mà chính xác là học hồi lớp học hồi lớp 10. Thì đây nhá, a cộng 1 trên a này có phải lớn bằng 2 không? Đấy, bạn sẽ thấy nhá là cái mẫu là x0 cộng 1 tất cả bình này cộng 1 trên x0 cộng 1 tất cả bình sẽ lớn bằng là 2 căn bậc 2 của tích 2 thằng này.
thì do hai cái nghịch đảo nhưng nó nhân với nhau là một mà vậy lớn bằng hai, ok chưa? Vậy thì hóa ra cái mẫu của mình nhá, cái mẫu của mình đang lớn hơn bằng là căn 2, phải không? Đấy, mẫu lớn bằng căn 2, hay là khi tôi nghịch đảo lại thì là một trên cái mẫu này có phải nhỏ bằng là một trên căn 2 không? Và nếu tôi nhân thêm 2 vào, 2 trên cái mẫu hay là biểu thức D của ta ấy, thì nhỏ bằng là 2 trên căn 2, chính là căn 2. À, hai đây chính là đây là cái giá trị lớn nhất này. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi. Dấu bằng xảy ra ở đây là khi là A bằng B nhé. Tức là x0 cộng 1 tất cả bình mà nhân bình này thành mũ 4 bằng 1. Đấy. Hai bên bạn ra hai trường hợp. X0 cộng 1 bằng 1 hoặc x0 cộng 1 bằng trừ 1. Như vậy tôi ra là x0 bằng 0 hoặc là x0 bằng trừ 2. Đấy, ra 0 hoặc là trừ 2. Thì từ hai ông này tôi sẽ thay lên trên, thay cái con x0 vào này, cái phương trình ở trên này. Đây này. Cái phương trình mình đấy mình đang viết đây này, mình đã viết rồi này. Đây nhá, bạn nhìn cái phương trình mình đấy đã viết rồi này. Phương trình này thực ra mình chỉ cần thay mỗi đây. Từ tuyến ban đầu này. Bạn chỉ cần thay mỗi x0 ở đây là bạn ra được y. Y bằng cái gì? Nhây giờ thay này. Trong trường hợp với x0 bằng 0 thì suy ra y này. Y bằng thế nào? Trừ 1 trên x0 cộng 1 tất cả bình. X0 cộng 1 lúc đấy là bằng 1. Vậy cho này là trừ 1 này. Nhân với x0 x trừ x0 là x trừ 0 cộng với 2. Hay là ra là y bằng là trừ x cộng 2. Được một đường nhá, một thằng một kết quả đây. Y bằng trừ x cộng 2. Trường hợp tiếp là x0 mà bằng âm 2 thì lại thay lên công thức vừa nãy mình vừa tính, mình vừa lúc đầu có tổng quát đấy, cái tuyến tại M ấy. Thì chúng ta thay âm 2 lên trên ở trên thì x0 cộng 1 lúc này của ta là bằng trừ 1 thì bình lên nó vẫn là âm 1 thôi. Nhân với x trừ x0 là x cộng 2 cộng với khi âm thay âm 2 vào kia là bằng 0. Hay y của ta là bằng trừ x trừ 2. Đây đường đường thứ hai đây. Vậy bài này chúng ta có hai cái kết kết quả nhá. Chúng ta có hai cái kết quả tiếp tuyến thỏa mãn. Một là y bằng trừ x cộng 2, một là y bằng trừ x trừ 2. Đấy, các em chưa xong nhá. Ai chưa xong rồi giơ tay ở trên Zoom lên nhá. Để mình chuyển câu khác. Bạn này vừa xem vừa ghi nhá, chứ ngồi xem không thì chẳng nắm được cái gì đâu. Còn phần này thì ra có cái giải chi tiết, thế hôm nay mà chữa hết này thì lát nữa sẽ bắn cho các bạn cái giải chi tiết lên trên nhóm. Còn nào chưa ok thì chúng ta dành thời gian mà xem tiếp thêm nữa. Ánh Chi xong chưa? Hoàn Hiếu ok cho em ơi. Ok rồi ạ. Ừ, Khuê xong chưa? Ok. Bạn nào xong giơ cái tay lên cái. Thưa anh ơi. Tranh thủ lên em ạ. Ai không rồi chuyển nhìn cái câu dưới đi, câu 22 là câu dễ. Cô ấy 2A đúng không anh? 22 chọn là A. Câu 2 dễ thôi, câu 2 không chữa đâu nhá. Hành độ bằng 2 thì là x0 bằng 2 rồi. Đấy, mình thay vào thôi là mình ra rồi. Tức là mình sẽ viết tiếp tuyến tại điểm có hành độ bằng 2. Nó sẽ ra cái đường thẳng là y bằng trừ mấy cộng 10. Sau đó ép cái đường thẳng đi 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 qua cái điểm M tọa độ 0A kìa. Đấy, mình chọn được A bằng 10. 22 là A. Thôi nhá, bỏ đi bỏ qua. Câu 23 thực ra thì cũng đơn giản.
Nhưng mà mình thôi mình viết nhá. Chuyển chuyển nhá, chuyển nhá, chuyển nhá. Câu 23. 23. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số này tại điểm M này thì song song với đường đường thẳng. Đây. 23 này. Tiếp tuyến của thằng y bằng là ax cộng 2 trên bx cộng 3 tại điểm M tọa độ là trừ 2 trừ 4 thì song song với cái đường thẳng là D là 3x cộng y trừ 4 bằng bằng 0 nhá. Ok. Đấy, đề bài đây. Thì giờ thì mình viết tiếp tuyến của thằng này tại M này trước này. Tại tại M, thực ra là khi nói tại M này, tức là điểm M này nằm thuộc cái đồ thị này. Điểm M nó sẽ thuộc vào đồ thị này. Đấy, M này có phải thuộc vào đồ thị C. Nên là khi thay tọa độ này vào đây nó phải đúng đã. Như vậy là trừ 4 bằng là A nhân với trừ 2 cộng 2 trên B nhân với trừ 2 cộng 3. Hay là tôi tích chéo tôi ra xem ra cái gì nhá. Chỗ này là tạ trên tử đi trừ 2A cộng 2. Sẽ vậy là tầng 8B trừ 12. Đúng không? Hay là tôi có thể rút bớt nó đi này. Như vậy tôi thấy cái gì nhỉ? Tôi chia hết cả hai bên cho 2 đi. Vậy là trừ A cộng 1 bằng 4B trừ 6. Hay tương đương là tôi hoàn toàn có thể rút A hoặc rút B nhỉ? Rút A đâu? Đúng rồi, đúng rồi. Vậy rút thành là gì nhỉ? A cộng với 4B đi. A chuyển này âm A sang đây, A cộng 4B thì bằng 7. Cứ để 8 này xem nhá. Tí cần thì thay thay sau. A cộng 4B bằng bằng 7. Tiếp này, tí ghi phẩy ra. Huyền là 3A trừ sắc là 2B. 3A trừ đi 2B trên BX cộng 3. Tất cả bình. Đúng không? Như vậy hệ số góc của ta ở đây trường hợp này nó sẽ gì? Mình sẽ thay cái trừ 2 vào đây. Suy ra là y phẩy tại trừ 2 cho bằng 3a trừ đi 2b này chia cho bx có phải là trừ 2b cộng 3 tất cả bình không? Đấy. Rồi, mà lại bảo tiếp tuyến song song. Tiếp tuyến thì lại song song. Song song với đường thẳng này. Đường thẳng này bây giờ tôi viết lại dạng nhé. Đường thẳng D. Thì D này có thể viết lại thành y bằng, y sẽ bằng là trừ 3x cộng 4. Nhưng có phải bạn sẽ thấy là hệ số góc. D nó phải là 7x trừ y cộng 5 như ạ? À Câu ui nhầm. 23 mà. Chép xong 24 đúng không? 7x này trừ y cộng 5. Ok, trừ y cộng với 5 bằng 0. Thì viết lại vậy là y bằng là 7x cộng 5 đúng không? 7x cộng với 5. Y bằng 7x cộng với 5. Rồi. Vậy thì y phẩy tại âm 2 sẽ bằng là 7, sẽ bằng 7. Đúng không? Bằng 7. Hay là mình thay là 3a trừ đi 2b trên trừ 2b cộng 3 tất cả bình bằng 7. Đúng không? Mình giải cái hệ này này, mình giải cái gồm phương trình này cộng với cái này. Mình sẽ ra. Ở đây thì hoàn toàn mình có thể rút a được đúng không? A sẽ bằng là 7 trừ đi 4 4b, mình thế xuống mình giải phương trình ẩn ẩn là b đi. Như vậy là 3 nhân với lại 7 trừ đi 4b trừ 2b tất cả chia cho này trừ 2b cộng 3 tất cả bình bằng 7. Đây thành là 21 này trừ đi 12b trừ 2b bằng 7 nhân với này. Cho đây là 4b bình trừ đi 12b cộng 9. Đúng không? Bên này thành là 21 trừ đi 14b. Đấy, 7 nhân với cụm này thì được ra 23 mà này chia cho 7 được, chia 7 đi gọn thì đã. 3 trừ đi 2b bằng 4b bình trừ đi 12b cộng 9. Hay tương đương tiếp là 4b bình chuyển sang đây thành là trừ 10b cộng 6 bằng 0. Chỗ này nhẩm được luôn nghiệm là b bằng 1 hoặc là b tổng hệ số bằng 0 mà. Nghiệm là 1 và c trên a 6 phần 4 là 3 phần 2. Đúng không? Có cái gì bị loại không nhỉ? B bằng 1 với B bằng 3 phần 2 à? Ra hai con cả. Vậy nên là sau đây là đúng. À, ở đây B, ở đây mình thấy có mẫu này. Mẫu này thì có phải là B sẽ phải khác 3 phần 2.
Vậy thằng này loại rồi. Đây thỏa mãn này. B1 thỏa mãn. Với B1 thì A của mình bằng mấy? A của mình bằng 7 trừ 4B, tức bằng 7 trừ đi 4 nhân 1 là bằng 3. A là 3, B là 1. A là 3, B là 1. Vậy đáp án của mình sẽ phải chọn là gì nhỉ? A trừ đi 3B bằng 0. Vậy đợi sao đáp án là D nhá. Câu này chọn đáp án là D. Đấy. Bạn nào xong rồi giơ tay cái. Câu 24 cách làm tương tương tự nhá, không chữa nữa. Câu 24 tương tự có 22 23. Câu 24 chọn là A. Rồi A cộng B bằng 2. 24 chọn A. Nhiều khi đề bài nó cho nhiều tham số vào xong các em bắt đầu khó khó làm đấy. Ý chịu khó làm một tí cho nó quen. Ai sau tôi tay đấy nhá. Tâm xong chưa Tâm ơi? Huy xong chưa? Xong giơ cái tay lên. Để biết lối chuyển. Hoàn ok cho em ơi. Ok rồi ạ. Ừ, chuyển đi. Câu 25. Câu 25 thì đơn giản nhưng mà viết từ mấy dòng xem nhá. Câu 23. Câu 23 là xong rồi nhá. Câu 24, 25 này. 24 bỏ qua nhá. 24 rồi bỏ là A cũng B thì bằng 2. 24 đáp án A. Câu 25 này. Cho hàm số này đi qua điểm, đồ thị đi qua điểm A tọa độ là 11. Đấy, thực ra bài này nó cũng xem bài trên thôi. Nói cái hướng nhá, câu 25 này. Đi qua điểm A11 thì thay 11 vào đây nó phải đúng. 1 bằng A cộng B trên 2 cộng cộng 3. Hay suy ra là A cộng B. Vậy là bằng đây là 5 không? Đấy, ở đây là một phương trình nhá. Tiếp nữa. Tôi viết tiếp tiếp tuyến nó ra. Tôi viết y phẩy. Huyền là 3A trừ đi sắc là 2B. Trên cho 2x cộng 3 tất cả bình. Thì họ bảo là tiếp tuyến tại điểm có hành độ bằng âm 2, tức là x0 của em âm 2 á. Thế vậy thì y phẩy tại âm 2 thì có phải là bằng gì, thay âm 2 vào đây nhá. 3a chia đi 2b này, chia cho là âm 2 đây là âm 4 cộng 3 là 1. Đúng không? 1 2 bằng 3a chia đi 2b mà họ bảo tiếp tiếp tuyến này là có hệ số góc bằng 5. Đây em ra được một cái hệ phương trình, cái phương trình nữa. Kết hợp hai cái này thành một hệ. Đúng không? Ta giải hệ ở đây thì ra được A bằng 3, B bằng 2. Bạn bấm máy lại xong đúng không? Bấm máy lại xong đúng không nào? Quỳnh ấy bấm nhanh hơn Quỳnh, Ngọc Quỳnh đâu? Bấm lại xong đúng không? Được chưa Quỳnh ơi? Bấm lại đi. Đúng rồi anh ạ. Ok, A bằng 3, B bằng 2. Thế vậy đáp án của ta sẽ là bờ. Đúng không? Chọn là bờ. Đây là bờ. Đấy nhá, để cái hướng trong đề bài thì nó cứ nhiều nhiều tham số AB như vậy, nó chẳng có vấn đề gì cả, đúng không? Rất đơn giản.
25 xong này, 26. Tìm tất cả cặp số AB để đồ thị này đi qua điểm 3 31 tiếp xúc với đường thẳng D là y bằng 2x trừ 4. Tìm này để ok, tức là tìm nhá, tìm AB để cho cái đồ thị này đi qua điểm A 31 đã. Câu 26 này, để đi qua nhá. Vấn đề là để đi qua điểm A tọa độ là 31 thì thay x bằng 3 y bằng 1 đây nó phải đúng. Có nghĩa là mình ra cái gì? Có nghĩa là nó xảy ra là x bằng 3 này, y bằng 1, như vậy nó sẽ là bằng 1 bằng 3 cộng b. Đấy, trên 3 trừ 1. Hay là ra 3 cộng b bằng 2. Đấy, cũng được một phương trình này. Được chưa? Bây giờ nó bảo là vấn đề là tiếp xúc hai đồ thị mà tiếp xúc nhau, hay là đường thẳng này tiếp xúc với lại đường cong ấy kìa. Đường thẳng tiếp xúc đường cong, thiếu trước cho các bạn một cái rồi. Là khi hai thằng tiếp xúc với nhau, đây ghi lại này, một thằng là y bằng nhá ax cộng b trên x trừ 1, một thằng là y bằng 2x trừ 4. Đây đồ thị này là C này, đồ thị này là đường thẳng D nhá, trong bài cho. Ở đây đẩy lên cho nó dễ quan sát. Rồi. Bây giờ muốn hai thằng này nó phải tiếp xúc với nhau. Hai cái khác là thằng này là tiếp tuyến đấy. Tiếp tuyến. Thì trước mình bảo là đối với hai được cái bài tập mà khi cho cả f với g y bằng f, đồ thị ví dụ là C1 y bằng g, đồ thị ví dụ là C2 mà hai thằng này muốn tiếp xúc với nhau thì khi và chỉ khi cái hệ gì, đầu tiên là cho f bằng g trước, và thứ hai là cho f phẩy bằng g phẩy. Cái này chỉ cần có nghiệm là được, này cứ có nghiệm là ok nhá, hệ này cứ có nghiệm là bạn sẽ có sự tiếp xúc ở đây. Thế vậy thì bây giờ mình cứ cho làm như thế thôi. Vậy là bây giờ nha, muốn hai thằng C này với lại D tiếp xúc với nhau thì khi và chỉ khi này, đầu tiên là cho hai thằng bằng nhau trước, ax cộng b trên x trừ 1 bằng 2x trừ 4. Mình chơi f và g này, f phẩy thằng này đã hàm là gì nhỉ? Huyền là âm a, sắc là b nhá, a trừ đi b trên x trừ 1 tất cả bình. Đấy, bên này phải làm xong nhá, bên này sẽ phải ra là 2. Hệ này phải có nghiệm. Đúng không? Hệ này phải có nghiệm. Bây giờ giải cái này thì mình có thể dùng phương pháp thế đấy này. Mình rút ra mình thế xuống dưới này. AX cộng B này. Ở trên đấy thì có là b 3 cộng b bằng 2, vậy rút ra có phải là b bằng là 2 trừ đi 3 trước đã, rút b theo a trước đã. Bây giờ thế hết vào cho nó gọi, bây giờ thay hết vào thành cái hệ đấy viết mới lại nhá. Ax này cộng b là cộng với 2 trừ đi 3 a trên x trừ 1 bằng 2 trừ 4. Đấy, làm gì nhất sửa như này, thì trên 2 là trừ a trừ b, thế có phải là trừ a trừ b là trừ 2 cộng 3 không? Vậy thành là 2a trừ 2 trên x trừ 1 tất cả bình bằng 2. Đấy, nếu cái dưới mà sửa lại một chút thì nó thành là a trừ 1 trên x trừ 1 tất cả bình bằng 1, đúng không? A trừ 1 trên x trừ 1 tất cả bình bằng 1. Bây giờ mình sẽ tích chéo thôi nhỉ. Mình tích chéo thôi chứ chẳng là cách khác. Cái này tích chéo đi thì mình có thể để nguyên 2 ra ngoài đây này. AX cộng với 2 trừ đi 3A bằng 2 này, nhân x trừ 1 nhân x trừ 2. Đấy, dưới đây mình tích chéo thành là gì? A trừ 1 sẽ bằng là x trừ 1 tất cả bình. A trừ 1 x trừ 1 tất cả bình. Ở đây hoàn toàn có thể mình thế hết A về, mình tìm ra x. Thế hết A về tìm ra x. Bây giờ mình rút A ở đây, mình thế vào đây này. Ở đây có phải rút a sẽ bằng là x trừ 1 tất cả bình cộng với 1 không? Hay là bằng x bình trừ 2x cộng 2 đấy. Thì lên trên đi. Suy ra là ở đây tôi nhóm hai thằng này có a vào nhau nhá. A nhân với x trừ 3 cộng với 2. Đấy, thì bằng cái này là 2 nhân với này x bình trừ 3x cộng 2. Sau đó thế cái a kia vào là x bình trừ 2x cộng 2 nhân x trừ 3 cộng 2 nữa thì bằng 2 nhân x bình trừ 3x cộng 2.
Nhân tung vào xem nào. X mũ 3 trừ 3x bình. Ơ sát từ từ. Đây là x nghĩa là mình a. Trừ 3x bình này. Trừ 2x bình cộng 6x cộng 2x trừ 6 cộng 2. Xem phương trình là gì nhỉ? X mũ 3 này. Trừ 3x bình trừ 2x bình là trừ 5. Trừ 5 chuyển sang đây là trừ 7. Cộng 6 cộng 2 là cộng 8. Cộng 8 mà chuyển cộng 6 nó là cộng 14. Cộng 14x. Sợ trừ 6 cộng 2 là trừ 4. Trừ 4 thêm này là trừ 8. Phương trình này có đẹp không nhỉ? Các em bấm máy lại xem nào. Bấm máy nữa nhỉ? Hoàn em bấm máy chưa? Nghiệm là gì? Đẹp thấy không? Đẹp nghiệm gì Tuấn Anh nhỉ? 4, 2 với 1 ạ. Ok, ra tận 3 nghiệm luôn. Nghiệm là 4, nghiệm là 2, nghiệm là 1. X ở đây có loại nghiệm nào đâu không nhỉ? Có phải ở đây x của mình bị khác khác 1 không? Do 1 ở mẫu này. Chỉ 1 ở mẫu, x khác 1 nha. Thì nghiệm 1 là bỏ đi. Bỏ ạ, nó chỉ có 42 thôi. X bằng 4, x bằng 2. Thì x bằng 4 bây giờ mình quay lại mình tính A với B thôi mà. Đấy, bạn lấy x bằng 4, x bằng 2, hai trường hợp riêng nhá. Bạn quay lại bằng tính A với B. Đấy, ví dụ x, tính thử một cái nhá, x bằng 2 đi. X bằng 2. Thì mình xem nhá, x bằng 2 thì xem A là gì đây này. Mình nhìn A, mình A thay thế ngay cái ở phía trên này này. X bằng 2 đây là 2 bình. Trừ 2 nhân 2 là hết. Vậy thì A bằng 2. B thì bằng lại bằng 2 trừ 3A. Này, B lại bằng 2 trừ 3A. Đấy, 2 chỉ đi 3 nhân 2 là 2 chỉ đi 6 là âm 4. Đấy, tương tự chỗ này nhá. Cái trên bạn tính đi. Khi x là bằng 4 thì đây là 4 bình là 16 trừ đi 8 là 8, 8 cộng 2 là 10 là A. Sau lấy cái 10 thế lên lên trên đây thì lấy A là 10 thế bên đây thì là 2 trừ đi 30 đúng không, là trừ 28 đúng không. Như vậy đáp án của mình là đáp án gì nhỉ? Câu 26. Tập bộ của mình sẽ là gì? Bộ 2 trừ 4 là 4 trừ 28. À đâu? À đâu, nhầm. 2 trừ 4 là 10 trừ 28. AB cơ mà. 2 trừ 4 và 10 trừ 28. Vậy đáp án của mình là đáp án B. Đây là B. Rồi ok, bạn nào xong thì giơ tay cái nhá. Đấy nhá, nhớ là mình sẽ thay AB vào những cái này để mình tính nhá. B đây, A đây. Và hai đồ thị muốn tiếp xúc nhau thì hệ là F bằng G và F phẩy bằng G phẩy phải có nghiệm. Đấy, qua cái bài vừa rồi thì ta nhớ lại những cái đấy. Bạn nào 27 ra rồi nhỉ? 27 các em chọn đáp án gì đấy? 27 chọn thằng gì? Hạ Linh làm 27 chưa? Em mới làm đến câu 26. Ôi. Như Quỳnh làm 27 chưa? Chưa anh ơi. Ừ. Thế là chưa nào làm đoạn sau à? 27, 28, 29, 30. Còn 4 câu nữa lấy hết cái tờ này. Có 27 thực ra siêu siêu dễ đây này. Nha, tiếp tuyến tại hệ tiếp tuyến tại gốc tọa độ là tại 0,0 đấy. Có hệ số góc bằng âm 3. Lại còn đi qua điểm A tọa độ là âm 1 và 5 phần 2 nữa. Đồ thị đi qua cái này. Nó giải y hệt mấy cái bài trên đấy. Nha. Câu 27 chứ chẳng khác những câu trên. Mấy câu vừa nãy mình vừa giải vừa nãy. Câu 27 nhá. Nhìn cái bài này.
cái đồ thị này đi qua điểm A phải lấy cộng 1 và 5 phần 2 vào đây không? Mình được mối liên hệ thứ nhất nhé, được phương trình 1. Tiếp theo tiếp tuyến này, tại góc tọa độ tức là x0 bằng bằng 0, y0 cũng bằng 0 này, thì có hệ số góc vào bằng âm 3, tức là gì, y phải tại cái 0 thì bằng âm 3. Đây bạn được phương trình 2. Đấy, từ 1 và 2 chắc bạn tìm được ra A với B. Thì đây tìm được A với B nhé. 27 đáp án của mình là C. Tự tính đi nhá. Câu 28. Câu 28 này. 28 như sau. Cho hàm số này có đồ thị H gọi A1. Gọi A tọa độ x1 x1 và B tọa độ x2 x2 là hai điểm phân biệt thuộc H, sao cho tiếp tuyến tại H này. À, tại A và B thì song song với nhau. Hai thằng mà song song với nhau tức là hệ số góc của hai chỗ đơn thằng đấy là bằng nhau đấy. Đúng không? Câu 28 này. Đầu tiên cô tính y phải đã. Làm tiếp tuyến mới có đạo hàm đó chứ. Sẽ bằng là gì? Huyền này, âm 1 trừ đi sắc và trừ đi 2 là bằng âm 3 trên 2x trừ 1 tất cả bình. Đấy. Tiếp theo này. Bây giờ nó lại đòi hai tiếp tuyến này song song với nhau. Thế chẳng hạn là hệ số góc của thằng thứ nhất là K tại điểm A. Thì rồi tôi lấy cái x1 tôi thay vào cái này. Thì vậy là trừ 3 trên 2 lần x1 trừ 1 tất cả bình. Đấy, còn hệ số góc tại điểm B bằng là trừ 3 trên 2x2 trừ đi 1 tất cả bình. Được không? Mà chúng bảo hai cái này bằng nhau. Vậy có nghĩa là gì? Hai này song song. Có nghĩa KA bằng KB. Có nghĩa là hai tử giống nhau, như vậy là 2x1 trừ 1 tất cả bình bằng 2 lần x2 trừ 1 tất cả bình. Tuy nhiên hai điểm AB này là phân biệt. Đúng không? Hai điểm AB là phân biệt thì không thể nào mà trường hợp là hai thằng này giống hệt nhau để bằng nguyên này được. A bình bằng B bình. Nhá, khi A bình bằng B bình thì mình có hai khả năng, hoặc là A bằng B hoặc là A bằng là đối của B trừ B á. Nhưng mà cái trường hợp này là bằng nhau thì không được rồi. Vì x1 x2 là hai điểm phân biệt mà, nên x1 x2 phải khác hẳn. Vậy thì nó rơi trường hợp đồ đối. Đây, thành như này. Hay tương đương tôi chuyển vế sang là 2x1 cộng 2x2 thì bằng 2. Hay chia 2 đi là x1 cộng x2 bằng 1. Đấy, xong. Như vậy là câu này mình sẽ chọn đáp án là tổng S là 1, x1 cộng x2 sẽ bằng 1. 28 vậy chọn là D. 28 chọn là D. Rồi, 29 30 nhá. Câu 29. Cho hàm số đồ thị H gọi A với B này là hai điểm thuộc H, sao cho tiếp tuyến này tại song song này, tính độ dài nhỏ nhất của đoạn A khoảng AB. Ở cái đồ thị này giống hệt đồ thị trên đúng không? Cái này giống hệt ở trên. Đây thì rõ ràng cái đoạn hỏi này nó không khác gì bài trên cả. 29, 28 và nhìn này giống hệt nhau. Đến chỗ song song này. Vậy rõ ràng ở đây là mình cũng sẽ ra được cái y hệt như ở cái bài 28. Cái thông tin này giống hệt ở bài 28 sẽ ra được đến đây này. 28, 2 với 29 là như nhau. Đến đây vẫn giống y hệt luôn. Không khác gì cả. Rồi thế bây giờ mình xử lý thì đây nó đòi là độ dài nhỏ nhất của đoạn thẳng AB. Nhỏ nhất của AB. Để xem xử lý sao nhá. Bây giờ đoạn thẳng AB tính như nào đây? Nó đòi là AB min nhá. Bài này muốn AB min bằng bao nhiêu? Rồi đi giải quyết này. Bây giờ độ dài đoạn thẳng AB, điểm A nó cho mình tọa độ là x1 y1. Điểm B tọa độ là x2 y2. Được không? Đấy, hay là ta viết lại. Ta viết lại tọa độ của AB đi. Để x1 x1 x2 x2 là nhiều nhiều ẩn quá. Hai điểm A tôi viết là x1 và x1 cộng 1 trên 2x1 trừ 1. Vì thuộc đồ thị mà. Điểm B tọa độ x2 x2 cộng 1 trên 2x2 trừ 1. Được chưa? Cái đoạn thẳng AB tính như nào? Độ dài đoạn thẳng lấy hiệu hoành bình cộng với hiệu tung bình
Bình. Bạn có thể lấy bình phương này vào đây, lấy AB bình cho đỡ phải viết với căn. Bình thường AB phải có căn bậc 2 nhé, mà tôi bình luôn lên. Rồi. Ở đó hiệu mà, hiệu dấu trừ ở đây. Bây giờ tôi có thể tôi nhân nó ra nhá. Nhân nó ra này. Ở đây là x1 trừ x2 tất cả bình. Mà như thế thì mình sẽ dùng luôn cái thông tin này này, dùng cái này sang để bình thế. Thì ở đây có thể mình rút là x2. Rút x2 và rút x1 được. X2 thì có phải bằng 1 trừ đi x1 không? Là x2 sẽ bằng 1 trừ đi x1 thay vào đây nhá. X1 trừ đi x2 này là trừ đi 1 cộng x1 cả bình. Đấy, hai thằng này mà trừ đi nhau. Hai trừ đi nhau là x1 cộng 1 trên 2x1 trừ 1. Cái này thực ra mình có thể chia xuống cho nó gọn, xem ạ. Cái này thực ra mình có thể chia xuống cho nó gọn, cho nó bé bớt đi, nó đỡ bị gì. Không sao, thì cứ để nguyên đi. X2 cộng 1, x2 cộng 1 là 1 trừ đi x1 cộng 1 trên 2 lần cộng 1 trừ x1 trừ đi 1 nữa. Là cái này bình phương. Vậy đây là bằng gì nhỉ? 2x1 trừ 1 tất cả bình. Bên này là x1 cộng 1 trên 2x1 trừ 1 này. Đây có phải là 2 trừ đi x1. Đây nha, 2 2 trừ 1 là 1 trừ đi 2x1. Ở đây này, đến đây mình có thể mình quy đồng hai thằng này, mình tính toán luôn này. 2x1 trừ 1 tất cả bình này cộng với chỗ này mình quy đồng, nếu thế có phải mỗi chung là 2x1 trừ 1 không? Thành là x1 cộng 1 này trừ với trừ thành cộng, cộng với 2 trừ x1 tất cả bình. Như vậy là 2x1 trừ 1 tất cả bình. Cái này 1 với 2 là 3, 3 bình là 9. 9 trên 2x1 trừ 1 tất cả bình. À, thằng này có phải nó sẽ lớn hơn bằng là đây là A bình với lại đây 9, 9 A với 9 trên A lớn bằng là 2 căn bậc 2 của 9, hay lớn bằng 6. Như vậy AB bình lớn bằng bằng 6, đúng không? Dấu bằng xảy ra nhá, chỉ kiểm tra dấu bằng xem nhá. Dấu bằng xảy ra khi chỉ khi này. Có phải hai thằng này bằng nhau, có nghĩa là tích chéo này bằng 9 này. Mũ thẳng mũ 4 bằng bằng 9. Tương đương là 2x1 trừ 1. Sẽ bằng có phải là 9 căn bậc 4 ra thì bằng là cộng trừ căn 3. Đấy, hay là 2x1 bằng là cộng trừ căn 3 cộng với 1. Hay ra là x1 của tôi là bằng cộng trừ căn 3 cộng 1 tất cả trừ 2. Tức là dấu bằng này là có dấu bằng. Ở đây họ hỏi chỉ là độ dài nhỏ nhất thôi, tức là cái giá trị min của AB bình ấy. AB min. AB bình lớn bằng 6 nhá, vậy AB min có phải bằng căn căn 6 không? Phải lấy căn bậc 2 thôi mà. Đấy, như vậy là AB ở đây mà nhỏ nhất là bằng căn 6. Căn 6 đáp án là C. Đáp án đây là C nhá. Đấy, các em chữa nhanh vào đi. Tức là mình có thể ứng dụng câu 28 xuống cho câu 29. Tại vì nó cũng vẫn nói về vấn đề đấy, đấy mà. Ai xong giơ tay nhá. Nói chung là mình mày mò một chút, mình viết nó sẽ ra. Chỉ cái ý tưởng này áp dụng luôn cả cho câu 30 luôn. Bạn đọc xuống câu 30 mà xem. Câu 30 cái ý nó không diễn đạt giống hệt nhưng mà nó lại đưa về giống nhau được. Tối nay xong chưa? Xong rồi. Rồi, giơ tay lên. Hoàn hiếu thứ xong chưa? Ok anh ơi. Rồi nhá. Vậy là mình xong câu 29, còn câu 30 là hết tiếp tuyến này. Đấy, phát này hết tiếp tuyến này. Còn tí cho các bạn, tí cho các bạn hỏi còn khoảng cách một vài câu nữa. Nhá, thì mình sẽ nói. Câu 30 Hôm nay đây. thầy định dậy đến 12 giờ. Không. 11 rưỡi là cùng thôi.
Câu Hai 30. sáu Ở đây mình nhìn này, đồ thị này, cái hàm số lại cho giống hệt trên này. Nhìn nào, cũng là cho hai điểm AB này thuộc. Sau ta sẽ tuyến này cùng hệ số góc K, tức là gì? K tại A và K tại B ấy. Thế bài như vậy đấy, mình giải trên có phải mình lấy ra là x1 cộng x2 bằng bằng 1 không? Kiểu gì bởi vì đây nó cùng hàm số mà. Còn hàm khác thì em tự em rút ra nhé. Đây đây nó sẽ cùng nó cùng hàm số đấy, kiểu gì nó ra x1 cộng x2 bằng 1. Mà nó đòi sao nhỉ? Biết diện tích tam giác OAB thì bằng 1/2. Diện tích tam giác OAB thì bằng 1/2. Từ đã. Diện tích OAB bằng 1/2. Ừ, cái này thì hơi dở nhỉ. Cái này câu câu này khi dùng công thức của câu này dễ dùng công thức của lớp lớp trên. OAB đúng rồi, câu này công thức của lớp 11 thì không dùng được, 11 thì đang thiếu ở đây. Mình sẽ bị bí nhất là cái công thức tính diện tích OAB này, OAB tính theo ấy thì nó dài quá nhỉ. Nếu mà mình tính theo kiểu thông thường, tính bằng theorem hoặc tính bằng các cái định lý hàm số thì nó hơi bị dài. Nên dùng này là công thức nhanh này. Ở đây nhá, ví dụ có thể cho bạn cái công thức này này. Chẳng hạn tôi có điểm A này, tọa độ là x1, y1. Điểm B tọa độ là x2, y2. Thì khi tôi tính diện tích của tam giác OAB á, tôi có một công thức như này, công thức như này là tôi sẽ bằng một phần hai, tôi lấy tích chéo này này, cũng lấy huyền này, cũng lấy huyền trừ đi sắc x1 y2 trừ x2 y1, tất cả đưa vào trừ tuyệt đối. Đây bạn sẽ tính diện tích OAB qua công thức này cũng được, cái này chỉ phù hợp làm trắc nghiệm thôi nhá. Cái bài này làm tự luận thì hơi bị thiếu công thức để tính. Tính ra mấy cách kia thì nó dài quá. Được chưa? Tức là mình dùng lại cái này ở bên trên nhá. Thì sau khi có diện tích OAB bằng cách này, họ lại bảo diện tích này là bằng 1/2. Vậy thì suy ra là chỉ đối của x1 y2 trừ đi x2 y1 bằng 1. Đấy, thì có điều này nhá. Bây giờ tôi sẽ thì thế ở trên xuống. Tôi thế trên xuống, ở trên như này thì có tôi phải tôi ra x2 bằng 1 trừ x1 không? Tôi thế xuống đây nhá. Tôi thế này thì thành là y2 với y1. Nhà y1 này sẽ bằng là x1 cộng 1 trên 2x1 trừ 1. Ok không? Đấy, y2 thì bằng x2 cộng 1 trên 2x2 trừ 1. Thì tôi thế x2 vào đây, y2 vào đây trước, x2 vào đây trước đã. 1 trừ đi x1 cộng 1 trên 2x2 trừ 1. Ở đấy tôi ra là gì nhỉ? Tôi ra là 2 trừ x1 trên 2x2. À, x2 phải thay đã chứ. 2 nhân với 1 trừ đi x1 trừ đi 1. Như vậy là 2 trừ đi 2x1 trừ đi 1. 2 trừ đi x1 trên 1 trừ đi 2x1. Hay là mình đổi dấu cả tử mẫu thành là x1 trừ đi 2
trên 2x1 trừ 1. Ok. Thế bây giờ mình thế hết cái đống này vào đây. Nha, thì cái điều ở đây điều sao này. Điều sao của ta sẽ tương đương. Tương đương với này x1 thì để nguyên. Y2 thì cái này xuống này. Là x1 trừ 2 trên 2x1 trừ 1. Trừ đi x2, x2 thì thay bằng 1 trừ x1. Nhân với y1 thì đây, y1 đây. Dưới này thì bằng 1. Đấy, bây giờ chỉ có một ẩn thứ nhất là x1 thôi. Nhá, bạn giải cái phương trình này. Thì là em thấy mẫu chung này là 2x1 trừ 1. Từ đây là x1 bình trừ 2x1 này. Hai thằng này là thành là 1 trừ x1 bình. Và trừ đi thì thành là trừ cộng với x1 bình trừ 1. Trừ dối bằng 1. Đây là 2x1 bình. 2x1 bình. Từ từ nhanh nhanh cho nó lại này. Đây là x1 trừ x1 trừ 1 nhân với này này, x1 bình trừ 1 này. Nên ra là 2x1 bình trừ 2x1 trừ 1 chia cho 2x1 trừ 1 bằng 1. Đấy, đến đây bạn nhân chéo bạn quy đồng lên. À, bạn bình phương lên là bạn giải được. Hoặc bạn chia hai trường hợp, bạn nên chia hai trường hợp. Chứ bình phương lên bậc 4 thì hơi bị to. À, chia hai trường hợp ra nhá. A trị đối A bằng trị đối B thì A bằng B hoặc A bằng trừ B á. Đến đây thì mình giải ra tận 4 cái x1. Nhá, x1 bằng âm 1 này. Ra 0 này. Ra 1 và ra 2, 4 cái. Có 4 con này. Đấy, thì ở đây cái con có loại con nào không? Ở đây thì không loại con nào. Sau đó mình sẽ thay k lên về cái kia để mình tìm k. Nha, mình thay ngược lên trên để mình tìm hệ số góc. Thì đây sau khi quay lại tìm k thì mình sẽ ra được hai con là k bằng trừ 3 với lại k bằng trừ 1/3. Trừ 3 với trừ 1/3 nhá. Đấy, vậy nó hỏi mình đề nào dưới đây là đúng. Như vậy là mình đề ra đây là đúng. Thì mình chọn đáp án là trừ 3 với trừ 1/3. Trừ 3 trừ 1/3 sẽ đều thuộc khoảng nào nhỉ? Trừ 3 trừ 1/3 đều thuộc cái đáp án là D này. Đều thuộc cái D này. Đấy, đấy là câu 30. Là hết tờ tiếp tuyến. Hết tờ tiếp tuyến. Bây giờ cho các bạn hỏi nhá. Tờ khoảng cách ấy. Đấy, cho các bạn hỏi một số câu trong cái đấy. Em thấy câu nào em không biết xử lý thì em hỏi đi. Có ai nói là câu bao nhiêu, trang bao nhiêu đi. Hỏi độ vài câu là được rồi. Hà Linh chữa câu nào không? Hà Linh, Hà Linh hỏi câu nào? Đây khoảng cách rồi. Ừ. Hỏi khoảng cách ấy. Các bạn dở khoảng cách của mình ra đi xem đi. Hỏi một vài câu chữa cho bạn mấy câu hay là chưa làm khoảng cách luôn đấy. Em chưa làm hết. Nhưng ý trong những câu em làm em có cái vấn đề gì? Thì em hỏi. Hoàn ơi, có hỏi gì câu nào không Hoàn? Hôm trước em hỏi hết rồi. Hỏi hết rồi. Hiếu ơi. À. Làm bài chưa? Em có hỏi thằng Hoàn hết rồi anh ạ. Tâm ơi, Tâm hỏi gì? Hỏi nhanh. Bây giờ em xem cùng. Ngọc Quỳnh Như Quỳnh cái thứ hỏi câu nào nào, bạn nào ấy hỏi gì chủ động bật mic lên hỏi đi. Không hỏi nó mất quyền lợi.
Chắc chắn là tất cả cái bài này các bạn chưa thể nào giải quyết được tất cả mọi bài được. Chỉ có điều là các em đã dành ra em làm chưa ấy thì mới có cái mà hỏi. Đấy, em xem nha, trong cái tờ này chính là lọc ở trong gì? Trong các đề thi thử của lớp 12. Đấy, em trước bảo các bạn đây này, khoảng cách tổng ngôn này này, của lớp 12 này. Thì đây lọc hết từ đề thi thử đây này, thi thử, thi thật các thứ. Ở đề thi thật đây này, mã 102 này, 2020 lần 1 này, năm ngoái luôn đấy. Đấy, nhưng trước mình đã làm một số câu rồi đấy. Đây, trong mã 102 này 2019. Đề thi thật luôn nha. Không có thử tiếp gì đây cả. Đấy, thử thì các trường nó vẫn thi thử rồi nhưng mà nó form các thứ nó đều theo cái cấu trúc của thi thật đấy. Hôm nọ là mình chữa lên câu bao nhiêu nhỉ? Các bạn nhỉ? Trong cái tờ cái phần dạng dạng 1 chữa lên câu bao nhiêu rồi? Hà Linh. Dạng 1 anh chữa đến câu 9 xong để cách anh làm chữa câu 19 với câu 20. Đấy hết. Tại vì mấy câu kia nó là ná rồi, nó giống mà. À. Xong là dạng 2 thì được hai câu đầu à? Vâng, dạ hai được hai câu đầu. Thế không thì mình nói một vài câu chéo nhau tí đi. Một vài câu chéo nhau nhá. Cho ấy, cho các bạn hình dung ra. Bởi vì chéo nhau nó cũng sẽ hỏi trong tự luận mà. Bạn là chưa câu 1, câu 2 à? Đây, ví dụ mình nói nhau câu 4 này luôn đi, nó có cái hình tiện luôn. Mình nói nhau câu 4 này đi. 4 4 ở trong đây. 4 là phần dạng 2 nha các bạn, dở dạng 2 ra. Khoảng cách hai đường chéo chéo nhau. Nói là câu 4 này đi. Đấy. Đấy là tam giác vuông cân tại A. Vuông cân tại A, B bằng bằng A. SA vuông góc với đáy A, SA bằng A căn 3. M là trung điểm của BC. M là BC này. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SM thì bằng bao nhiêu? Đây, AC đây, SM đây, bằng cái gì? Thì đấy rõ ràng hai thằng này chéo nhau rồi. Và tôi cũng phán đoán luôn một phát là AC và SM không vuông góc với nhau. Nhá, ở đây là không vuông góc. Vậy phải vẽ phải dựng cái mặt song song đúng không? Dựng cái mặt khoảng song song song. Đấy, nhớ là khi vuông góc thì dựng mặt song vuông góc, còn song song không khi không vuông góc thì ta dựng mặt song song. Đấy, AC là đường một trong đây, SM trong đây thì thường là khi dựng song song thì dựng song song với những thẳng ở đáy dễ hơn. Đấy, tôi vẽ như này. Để tôi gọi N là trung điểm bên này nhá. Vậy là em xem MN song với AC. Như vậy mặt phẳng là mặt phẳng SMN. Mặt phẳng SMN nó sẽ song song với AC. Hay AC song song với SMN. Suy ra là khoảng cách giữa hai thằng là AC và SM sẽ trở thành khoảng cách giữa hai ông là AC và SMN. Hai chuyển thành khoảng cách thì từ điểm A đến SMN. Đấy. Lúc này lại chuyển từ khoảng cách từ điểm đến mặt này. Điểm đến mặt. Điểm A đến SMN. Tức là bạn lấy điểm C cũng được. Tuy nhiên là nên ưu tiên chọn gì? Các điểm dễ là chân đường vuông góc. Đúng không? Từ A đến SMN thì kẻ như nào đây? Nha, từ A đến SMN kẻ như nào đây? Kẻ nào Hoàn ơi? Nhìn hình đọc đọc đi em. Kẻ nào nhỉ? Cứ
cứ mạnh dạn thôi, kẻ sai sai sửa. Khoảng cách từ A đến SMN. Kẻ nào hoán ơi? Em kẻ EH phương góc với SM. Kẻ AH lên. phương góc SM đầu tiên nhá, vì đấy đây có phải mẫu là từ chân góc đến mặt xiên không? Vâng. Thế đầu tiên là cái em xác định cái giao tuyến với mặt đáy đâu? MN. Đầu tiên MN, ok. Thế thì đầu tiên từ chân góc phải kẻ góc và giao tuyến gì? Vâng. Nhớ tam giác này vuông ở đây A nhá. Thế vậy chỗ này nó cũng vuông này. Bản thân AN đã vuông sát góc sẵn với giao tuyến MN rồi. Thế vậy thì nhá, kẻ vuông góc là có AN rồi này. Tiếp theo nối xuống SN thì cũng có luôn rồi này. Vậy chỉ cần kẻ thêm một đường nữa thôi. Vuông ở đây này. Giờ tôi kẻ AK. Vuông góc với SB nữa à, SN nữa thôi. Đấy, vậy thì khoảng cách này chính bằng đoạn AK này này. Đoạn này mà AK luôn. Nhiệm vụ như tính AK thôi. Đấy, AK thì dùng hệ thức lượng là 1 trên AK bình bằng 1 trên SA bình cộng với 1 trên AN bình, đúng không? Thì 1 trên SA bình thì thành là 1 trên 3A bình. AN, AN bằng nửa AB không? Đấy, đề bài nó bảo AB bằng A, vậy thì AN là A chia 2. Đấy chưa? A trên 2 mà bình lên thì là A bình trên 4. Thì đảo thành là 4 trên A bình. Vậy là quy đồng thằng này lên này thành là 13 trên 3 bình đúng không? À đâu đúng không nhỉ? Ừ. Đúng rồi, 13 trên 3 bình. Thế vậy nghịch đảo khai căn thành gì? AK sẽ thành là A căn 3 trên căn 13, hay là trục căn thành là gì? A căn 39 trên 13. Đúng không? A căn 39 trên 13, đáp án gì đây? Căn 39 phần 13 này. Đấy. Khoảng cách đúng không? Không đăng. À đúng rồi. Câu này quên chưa đăng cái kỳ cái này lên. Đấy, các em nắm được cái câu này chưa? Đây nha, nó là ở đèn, ngay đèn ở ngoài luôn. Bây giờ mình vẽ thêm câu 5 một tí nhé. Vẽ thêm câu 5 này, xem là vẽ luôn hình lên đây xem như nào nhé. Cho hình cho đáy là hình chữ nhật. Đáy là hình chữ nhật. Cái nào vuông góc mặt phẳng đáy. AB bằng ABC thì bằng 2A. A này. SA vuông với đáy, SA bằng A nốt. Còn cách ra là thẳng AC với SB. AC này. SB đây. Đấy. Hai thằng này cũng không không vuông, chứng minh được thôi, bằng phản chứng chứng minh ngay nó không vuông. Bây giờ bắt tính khoảng cách hai thằng này. Thì khi không vuông thì lại dựng song song thôi, đúng không? Nguyên tắc này dựng song 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 thôi. Bây giờ xem dựng như nào cho nó hiệu quả nào. Song song với AC à? À, song song với SB. AC SB. Đấy là hình chữ nhật. Rồi, vẽ hình này sợ nên cho bay ra ngoài mất rồi. Thôi không sao, cứ vẽ đi. Đầu tiên sẽ nguyên tắc sẽ vẽ song song nhá. Chứa thằng này sang thằng kia. Thì tôi có thể song song với AC, thường nên ưu tiên vẽ song song với đáy. Nha, vẽ song song với đáy. Ví dụ tôi dựng một đường song song với đáy. Cắt AC dụ tại điểm E. Nha, cắt đây tại điểm E này, tức là cái đường BA song song với AC bằng AC luôn. Rồi, thế giờ cái khoảng cách của tôi sẽ chuyển thành khoảng cách giữa, tôi thấy là đường AC của tôi sẽ song song với mặt phẳng SBE. Như vậy là khoảng cách giữa AC
và SB sẽ chuyển thành khoảng cách giữa AC và SBE. AC và SBE hai chuyển thành khoảng cách từ điểm 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 A đến một khoảng SBE. Điểm A đến SBE này. Đấy, SBE là cái mặt ở ngoài này này, nằm ở gần cho các bạn nhất này này. Mới vẽ thêm này. Đấy, là mặt gạch gạch này. Thì lại nguyên tắc là gì? Đây là cái mẫu đầu tiên của ta học này. Khoảng cách từ chân vuông góc đến mặt xiên. Mặt xiên đây giao tuyến các bạn đây này, đường BE này này. Cái chỗ này bây giờ mà kẻ vuông góc thì chắc là nó đi ra ngoài. Giờ vẽ thử hình xem nhá. Chứ không phải đi ra ngoài nhá. Xong xong AC này. Kiểu như này. E nó làm cái đây này, A này, B này, C này, D này, E này. Rồi bây giờ kẻ vuông góc từ A xuống B chắc chắn đi ra ngoài mà. Để ra H này. Bây giờ mà kẻ H ở đây vuông là sẽ đi ra ngoài. Đấy, bạn nên vẽ hình ra ngoài này, H thì đi ra ngoài này. Sau đấy nối S với H vào. Kẻ thêm một đường nữa AK. Vuông góc với SH. Đúng mẫu 1 nhá. Giao tuyến là BE này. Từ A kẻ vuông góc giao tuyến trước này. H vuông góc giao tuyến này. Nối S với H. Kẻ thêm AK vuông góc với SK, SH nữa là xong. Như vậy khoảng cách ở đây chính đoạn AK. Đấy, giờ xem tính AK như thế nào. Tính AK bây giờ sẽ tính, chỉ cần tính SA thì có rồi. SA có rồi. Tính được AH là xong. Giờ cần tính nhất cái đoạn AH này này. Nếu bạn có AH là bạn giải quyết được bài toán. Được chưa? Tính cái này là xong nhá. Thì giờ xem là cạnh này là A này, cạnh này. Bây giờ là kéo góc như thế này. Tính sao cho hiệu quả nhỉ? Các bạn có thể tính góc trước, ví dụ kẻ song này, cái đây là A này, cái đây là A, đây là A nhá. Thì mình sẽ tính được hình này vẽ hơi sai sai nhỉ. Đây hoặc là cái cạnh AH này nha, tôi kẻ thêm một đường vuông ở đây này. Dễ làm. CI. Thì tôi thấy là CI với AH là bằng nhau. Mà CI là đường cao tam giác này. Thế vậy là 1 trên CI bình bằng 1 trên BC bình cộng với 1 trên CE bình. Tôi hệ thức lượng ấy. Sau đó tôi thay số vào. BC bình là 1 trên 2A bình là 1 trên 4A bình. 1 trên CE bình là 1 trên A bình. Vậy ra là bằng 5 trên 4A bình. Nghịch đảo khai căn thì có phải ra là bằng 2A chia căn 5. Đấy, hay bằng là 2A căn 5 chia 5. 2A căn 5 chia 5. Đấy, như vậy câu 5. À đâu? Câu 5 á. À đây đây biết ra, đấy với là ấy chứ xin lỗi. Đấy với là đoạn AH thôi. Quên mất. Đấy với là AH thôi. AH. AH bình đi, để nguyên AH bình đi. Hoặc là 1 trên AH bình cũng được. Hay 1 trên CI bình đấy, vậy là 1 trên AH bình chính là 1 trên CI bình là bằng 5 trên 4A bình nhá. Sau đó dùng tiếp thì cái 1 trên AK bình bằng 1 trên AH bình cộng 1 trên S A bình. Thì mình thay số vào này. Thành là 5 trên 4A bình cộng với 1 trên A bình nữa. Quy đồng lên là thành là 9 trên 4A bình. Vậy nghịch đảo khai căn có phải là bằng A căn 3 hả, 2A chia 3 không? Của cách này ra là 2A chia 3. Và mình có thể ứng dụng ở đây là dùng mình đưa nó về cái trường hợp là hai đường thẳng không vuông góc với nhau. Nha, hai đường không vuông góc với nhau thì dựng mặt song song, chứa đường này song đường kia. Để mình giải quyết. Bài này khi lên lớp 12 các em có thêm phương pháp là em có thể tọa độ hóa. Em đưa vào các trục tọa độ ở trong không gian OXYZ ấy để em giải. Nhưng bây giờ thì mình chưa cái công cụ đấy thì cứ giải kiểu truyền thống này thôi. Rồi bây giờ 11:30 rồi, giờ mình nghỉ. Thì nhiệm vụ cho các bạn là bây giờ bạn về bạn này thì bạn giải quyết hết cái tờ khoảng cách ấy đã. Để giải quyết hết tờ này thì mới có cái mà hỏi. À, về suy nghĩ làm hết đi. Chứ câu nào không biết thì cứ đánh dấu vào rồi để mình hỏi. Chứ giờ mà không làm thì hỏi nó hay là ngồi chữa không có tác dụng gì cả.
Được chưa? Đấy Khi nhá. nào thì biết là dùng cái song song mà khi nào thì biết dùng vuông góc. À đấy, anh chưa, anh đã hướng dẫn này thầy. Nếu hai đường thẳng của em là vuông góc với nhau thì em sẽ dựng mặt chứa đường này vuông góc thẳng đường kia. À không, mình phải chứng minh được cái vuông góc đấy ra Ừ, trước thế thì hay là bây giờ thế mình nhiều khi là anh bảo là chứng minh phản phản chứng này. Ví dụ trong hình này nhá, của em nó bảo là AC và SB này, anh chứng minh phản chứng cho em này, AC với SB này. Bây giờ muốn biết nó có vuông hay không, em cứ cho giả giả sử nó vuông. Giả sử AC vuông SB. Được chưa? AC vuông SB này. Mà em công nhận là SA vuông với AC không? SA có vuông AC này. Nếu SB vuông AC này, SA vuông AC thì bây giờ là AC sẽ vuông góc mặt phẳng là SAB. Giờ AC sẽ vừa vuông SA vừa vuông AB sẽ vuông góc mặt phẳng SAB. Khi đó là AC sẽ vuông góc với AB, điều này là vô lý. Hình này hình chữ nhật. Đấy, tức là mình cứ cứ một phản phản chứng là nó sẽ ra. Thì thấy là cái đường vuông nó không đúng. Thì mình dựng mặt song song. Ok chưa? Đấy. Để ý cái đấy, cái câu này chắc chắn cái câu này sẽ có dính dáng trong cả trắc nghiệm với tự luận, yên tâm là như thế, khoảng cách này không thể nào thoát được đâu đấy, mà các em làm mà không nhanh ấy, không thành phản xạ ấy, thì rất là khó đấy. Nhớ là tất cả mọi thứ mình quy này, khoảng cách chéo nhau hay đường chéo nhau đều quy về khoảng cách từ điểm đến mặt hết, dùng đổi điểm các kiểu loại đổi đổi hòa đổi hơn thì đấy tùy các em đấy, cứ làm sao quy hết về chân chân vuông góc ấy. Dùng mỗi một mà vẽ là dễ nhất, với mình vẽ là thói quen rồi, không cần đâu, không cần phải phải nghĩ ngợi gì nhiều lúc đấy rồi. Vậy nhá, về giải quyết hết tờ khoảng cách đi nhá. Ok, các bạn nghỉ đi.